Thực sự bây giờ chị cảm thấy rất là xúc động. Chị không nghĩ được rằng là mình lại khỏi được cái bệnh đau mỏi vai gáy như thế này, nó lại được hiệu quả như thế này. Bây giờ chị cảm thấy cái sức khỏe của chị như là cái hồi chị mới 30 tuổi ấy. Em chào chị Hạnh. Chào em. Chị có thể chia sẻ về cái tình trạng đau cổ vai gáy hiện tại của mình được không ạ? Do cái tính chất công việc của chị là chị phải làm việc ở trên máy tính này, ngồi lâu và đứng rất lâu trong một cái thời gian dài. Nói thật với em là trước còn trẻ ấy thì nó không sao đâu. Nhưng đến khi bây giờ là mình có tuổi rồi ấy, thì cái vùng vai gáy này của mình nó rất là đau. Thậm chí là nó ảnh hưởng đến cái công việc rất là nhiều. Có những hôm mà mình ngồi làm ấy thì chỉ được một lúc thôi là mình phải đứng lên là đi đi lại lại để cho nó đỡ đau mỏi cái vai gáy. Nhưng mà có những cái hôm công việc cũng rất là bận và vội ấy, thì mình phải ngồi nhiều là mình không đứng lên đi lại được mấy, thì là nó còn tê bì đến tay và chân nữa. Thì chị cũng có là đi viện ấy, đi khám và chụp chiếu, thì bác sĩ bảo chị là bị thoái hóa là đốt sống cổ là C4, C5 em ạ. Dạ vâng ạ. Và với tình trạng như chị chia sẻ thì bên em cũng khá nhiều khách hàng gặp phải. Và đau vai gáy là một trong những căn bệnh phổ biến và thường gặp ở những người như là văn phòng ngồi nhiều này, hay là người lớn tuổi. Và ở cổ chúng ta ấy, thì thường có 5 đốt sống, và thoái hóa đốt sống cổ C1, C2, C3 thì thường có những cái biểu hiện như là đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, là bởi vì là bị chèn ép do thần kinh vùng cổ, vùng đầu. Và với những người như chị là bị thoái hóa đốt sống cổ C4, C5 thì thường hay có biểu hiện là tê bì tay chân đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì là dây thần kinh bị chèn ép vùng tay chân. Hôm nay đến với Hoa Mộc Tâm An thì chị sẽ được làm liệu trình về đau cổ vai gáy bằng phương pháp đó chính là Hồng Quang Thần Cứu Thông. Dạ vâng ạ. Bên cạnh em đây chính là chiếc máy Hồng Quang Thần Cứu. Và trong vòng 60 phút thôi chị có thể trải nghiệm. Và những cái triệu chứng như là đau vai gáy của mình theo dai dẳng hàng năm trời ấy, rất là nhiều năm theo chị, gây mệt mỏi, khó chịu thì sẽ được giải tỏa rất là nhiều. Bây giờ cái bản thân mình nó không còn được như trước nữa. Bao nhiêu năm trời chị chỉ biết lo cho gia đình, cho chồng con, làm ăn kinh tế ổn định. Đến bây giờ thì mình nhìn lại mình mới thấy cái sức khỏe của mình là cái quan trọng nhất. Mà bây giờ mình cứ phải chịu đau đớn, mệt mỏi và khó chịu. Rốt cuộc thì bây giờ mình có được cái gì đâu. Thực sự ý, chị cũng rất là hối tiếc. Hôm nay là chị cũng muốn là đến bên em để mong là bên em là chữa trị cho chị là cái bệnh đau mỏi vai gáy, là chữa trị tận gốc. Để cho cái cuộc sống của chị ý, nó được thoải mái hơn. Chị cũng đến là các cơ sở khác ấy, rất là nhiều rồi, nhưng mà hầu như là nó không được cái kết quả gì. Hôm nay chị đến đây cũng là cái cứu cánh cuối cùng rồi. Mong là bên em làm sao chữa cho chị được khỏi cái bệnh đau mỏi vai gáy và tê bì tay chân. Dạ vâng ạ, sau khi mà nghe chị chia sẻ thì em cảm thấy rất là đồng cảm. Vì em biết là phụ nữ chúng ta thì cần phải yêu thương bản thân thì mình có thể yêu thương được người khác đúng không ạ? Và rất là cảm ơn chị đã đến với Hoa Mộc Tâm An Spa. Và chúng ta sẽ cùng làm liệu trình ngay bây giờ nhé. Và em đảm bảo là chỉ sau 60 phút thôi chị sẽ thấy rất là nhiều những thay đổi rõ rệt đấy ạ. Thế à? Đầu tiên, bạn kỹ thuật viên sẽ thực hiện thao tác ôn cứu bằng máy Hồng Quang Thần Cứu. Và việc ôn cứu này sẽ giúp cho khai thông huyệt vị và đưa tinh chất thẩm thấu vào cơ thể, và đồng thời cũng làm cho cơ thể được nóng lên để cái cảm giác ở cổ vai gáy được thoải mái và thư giãn. Thao tác ôn cạo cũng dùng bằng máy Hồng Quang Thần Cứu này. Máy Hồng Quang Thần Cứu sẽ đi theo các đường đốc mạch để bài hàn các độc tố ở trong cơ thể ra bên ngoài. Vùng nào bị tắc nghẽn, mình cũng có thể thấy ngay là bị gồ lên trên. Ôn cạo còn giúp cải thiện vi tuần hoàn máu, giảm sự hình thành và tạo nên các cục máu đông trong vùng vai gáy. Và tiếp theo sẽ là thao tác ôn đẩy, có tác dụng tương tự như ôn cạo. Một lần nữa có tác dụng giảm tắc nghẽn độc tố và điều hòa khí huyết vùng đau. Và cuối cùng, ta sẽ đắp thuốc để hút các độc tố vừa được bài trừ ra khỏi cơ thể và bổ sung thêm những dưỡng chất, tăng dương khí và để cơ thể được khỏe mạnh hơn.
Chị Hạnh ơi, sau 60 phút điều trị thì chị có thể chia sẻ cho em cảm xúc của mình bây giờ được không ạ? Nói thật với em, thực sự bây giờ chị cảm thấy rất là xúc động. Chị không nghĩ được rằng là mình lại khỏi được cái bệnh đau mỏi vai gáy như thế này, nó lại được hiệu quả như thế này. Bây giờ chị cảm thấy cái sức khỏe của chị như là cái hồi chị mới 30 tuổi ấy. Bây giờ chị hết đau mỏi vai gáy rồi là chị cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn các em rất là nhiều. Dạ vâng, chị ơi chị uống ngụm nước để lấy lại cảm xúc nhé. Chị có thay mặt cho Hoa Mộc Tama Spa thì em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới chị và những cái cảm xúc hiện tại là bên em cảm thấy rất trân quý. Các bạn ạ, chúng ta nghe được rất là nhiều, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Tuy nhiên thì chị Hạnh chính là nhân chứng, người thật, việc thật đến với chúng tôi để có thể trải nghiệm tất cả cái triệu chứng mệt mỏi và rất hoàn toàn căn bệnh là đau cổ vai gáy. Và nếu như quý vị đang bị mắc phải tình trạng như là mất ngủ này, đau mỏi cổ vai gáy, hoa mắt, chóng mặt hay tê bì tay chân thì hãy cùng đến ngay với Hoa Mộc Tâm An để có thể cải thiện cuộc sống của mình được tốt hơn. Hãy đến với chúng tôi để được nghe tư vấn và trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.